Anh em coi cá sông nè anh em ơi. Cá sông nha anh em. Đây này, sông đây nè anh nha anh em ơi, sông nha. Nguyên sông Đồng Nai đây nha anh em. Coi nè anh em coi cá này. Cá này anh em. Quay gần gần nè em, quay gần gần nè. Cá như bàn tay không em anh em, cá đỏ đuôi nha anh em, cá đỏ đuôi con như bàn tay ấy nha. Anh em ơi em nghĩ lên hàng. Ui dồi, phải xả ben em, xả ben, xả ben lỏng ra, xả ben lỏng ra, xả ben lỏng, lỏng ra. Rồi rồi em cứ vào quay đi, cứ vào quay, cứ vào quay đi, cứ cứ để nó chạy đi em, không sao không sao. Rồi ben em cứ trụ, em cứ trụ im cái cần vuông góc 90 độ không sao hết, để cho nó chạy, để cho nó chạy. Rồi em cứ quay vô đi, quay vô nó chạy, nó chạy. Em đổi đi, anh quay phim anh thử lý cho nha. Con gì á? Con gì? Cái bình dinh. Bình dinh không? Cứ cứ vậy đi em, cứ vậy nhiều đi, lựa ba tiêu sao. Em nghĩa lên hàng nha anh em ơi, em nghĩa lên hàng. À con cá cờ, cá cờ, cá cờ. Cá cờ là cái gì? Cờ lai, cái gì á? Cứ quay đi em, cứ quay đi em sao. À tay tượng, tay tượng, tay tượng, tay tượng, tay tượng anh em ơi. Rồi nhiều khác vô anh bác cho. Tay tượng, tay tượng. Ô tay tượng to ngon, cá tự tượng mạnh. Ui tay tượng to. Cứ cứ gì em nha, giữ im, giữ im. Đi đã coi vợt đây, coi vợt đây, để anh lấy vợt vợt. Rồi lên. Ô tay tượng anh em ơi, lên hàng, lên hàng. Đây cần thủ đây, cần thủ đây, cần thủ đây. Có hai anh em đi thôi nha anh em. Xong Đồng Nai nè anh em ơi. Tay tượng, tay tượng. Ui tay tượng này, tay tượng hơn ký. Ngon ngon. Rồi tiếp tục nha anh em ơi, tiếp tục.